Rồi chào buổi sáng tất cả mọi người ha. Lời nói đầu tiên Nguyễn Thông xin chúc cả nhà ngày mới luôn an lành, vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay mình mời cả nhà ra vườn ha để thu hoạch ổi ruby cả nhà. Thì ổi ruby này đang chuẩn bị cuối vụ của cả nhà. Cái đợt rộ thì mình hái cũng được mười mấy 20 kg ha. Nhưng hôm nay thì mình ước lượng chắc cỡ 10 kg cả nhà. Hôm nay mình hái mình giao cho khách, thì bữa trước khách có gọi dặn mình trước đó cả nhà. Thì giống ổi ruby này lúc trước mình trồng thì trái cũng hơi nhỏ cả nhà. Sau đó mình điều chỉnh cái lượng phân lại ha. Mình có thêm một ký phân ure cả nhà, là phân lạnh ha. Thì bón vô cây ổi thì trái nó sẽ to hơn ha. Thì có trái thì nó được 400g cả nhà, còn trái nhỏ nhỏ hơn cũng được 200g ha. Thì buổi sáng hôm nay mình ra vườn thu hoạch ổi của một mình cả nhà. Mình vừa quay mình vừa cắt trái ha, thành ra nó hơi vụng về. Thì cả nhà biết đó, trong thời gian vừa qua ha, trời mưa bão rất là nhiều mà tỷ lệ bông đậu trái cũng tương đối ít cả nhà. Cho nên mình đã sử dụng những cái loại thuốc có chứa canxi bo, thành ra cái cây ổi mình đạt tỷ lệ trái là khoảng 50-60% cả nhà, là như đó là cũng tương đối được rồi ha. Khi trái ổi vừa đậu trái xong cả nhà thì mình phải chăm sóc ha, làm cho trái một trái ổi nó bự to bóng và đặc biệt là phải ngọt giòn cả nhà. Thì chỗ mình trồng đây rất ổi rất là ngọt, rất là giòn ha. Những người khách ăn xong rồi người ta sẽ quay lại mua tiếp ở cả nhà, và nhiều khi mình không có đủ ổi để giao cho khách luôn á. Về kinh tế, nếu ta trồng cây ổi ruby này cả nhà, mình trồng với số lượng khoảng là 200-300 gốc ha, thì thu nhập mới đủ chi phí cả nhà. Nếu mà trừ ra chi phí hết thì 200-300 gốc thì một tháng mình cũng kiếm được khoảng từ 8-9 triệu ở cả nhà. Và buổi sáng hôm nay mình thu hoạch ổi xong thì buổi chiều hôm nay mình sẽ ra ngoài vườn mình bón phân cho cây ổi cả nhà. Thì cái ổi này cũng vàng cây ha, lá già rồi, mình sẽ bón vô cho nó ra đọt, ra bông mới. Thì khi nào mà chiều mình bón phân mình sẽ quay lại cho cả nhà xem ha, là mình bón những loại phân gì. Rồi, chào buổi chiều tất cả mọi người ha. Nguyễn Thông TV hôm nay sẽ mời cả nhà ra ngoài vườn ha. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ cái bón phân ổi sau khi vừa thu hoạch trái cả nhà. Đây là hồi sáng này mình có hái được cũng cả 10 kg ổi cả nhà, muốn giao cho khách ha. Thì cái phân mình bón gốc ổi thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà xem ha. Cái này mình bón nó khác hơn lật rồi cả nhà. Lật rồi mình bón là không có phân ure cắn ha, là phân lạnh cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ thêm cái phân ure cắn ha. Thì phân ure cắn mục đích là để chi? Mục đích làm cho trái to cả nhà. Mà cái vườn ổi mình là hiện tại là mình lấy trái chiền cả nhà, trái ra liên tục ha. Ví dụ như bây giờ mình vừa thu hoạch xong thì mình chuẩn bị là bao trái ổi mới rồi cả nhà. Đây trái ổi này là bữa 2 mình sẽ bao ha. Thành ra mình sẽ đi phân cái lượng phân vừa phải cả nhà. Ấy mình đi nhiều quá thì cái trái non này sẽ rụng, còn mình đi ít quá thì cái trái sẽ không lớn ha. Nó cũng rất là khó đi phân cả nhà. Rồi không để cả nhà chờ lâu ha, bây giờ mình sẽ trộn phân cho cả nhà xem ha, vì những phân gì ha. Và đây cả nhà, mình có đã chuẩn bị phân sẵn ha. Cái này là 2 kg phân NPK 20-20-15, và phân là loại này là mau tan cả nhà. 1 kg ure trắng là phân lạnh đó cả nhà. 2 kg DAP. 3 thứ này mình sẽ trộn chung hết ha, là mình sẽ bón vô cây ổi một lần luôn. Thì trước khi mình bón cây ổi cả nhà thì mình sẽ dọn sạch đây cỏ ha. Cái này mình cũng dọn ngay mấy bữa thôi nha. Xung quanh mình dọn trống hết ha. Và sẵn đó mình bón cho cái xoài luôn cả nhà. Cái xoài mình cũng có mấy cây cũng được ra bông ha. Mình bón vô cũng thúc là đậu trái luôn cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ đổ phân ra ha. Mình sẽ trộn đều lên cả nhà. Năm cái phân này mình rải cho trên 100 gốc cây cả nhà.
Mình có trồng 70 gốc ổi ruby ha, và 30 gốc ổi nữ hoàng cả nhà, đồng thời cộng thêm gốc xoài luôn ha. Rồi mình đã trồng đều cả nhà, bây giờ mình sẽ bón thẳng vào gốc cây ha. Cái này cả nhà, ví dụ hôm nay cái thời tiết cũng hay mưa ha, mà mưa cũng được lớn cả nhà. Mình rải xong thì dụ mình để cho ngày mai trời có mưa thì mình khỏi cần tưới, khi mà trời không mưa thì mình sẽ gắn cái hệ thống tưới phun tự động ra mình tưới cho tan phân cả nhà. Thì cái phân ure trắng này là mình xài mình trồng cho coi cái ổi ha, thì cái trái rất là to cả nhà. Hồi sáng này mình hái cũng được cả chục ký ổi, trong đó thì đa số ví dụ trái chừng 4 trái vô 1 ký cả nhà, nó to ha. Hồi trước mình không dùng tới thì trái nó khoảng 5 trái 6 trái vô 1 ký. Rồi bắt đầu mình bón thẳng vào cái ổi luôn hết cả nhà.